À, đây là cái set đồ bảo hộ vận động dành cho bé gái. Cái bé gái cái này dùng cho bé cân nặng khoảng từ 25 đến dưới 30 kg. Hình thức nó cũng còn được, thun thì còn tốt, chưa có giãn. Cái này là bảo vệ cổ tay ha. Rồi những phần còn lại là bảo vệ đầu gối và cùi chỏ.